Đây, thế là cái đứa em gái bảo thôi đi mổ, quyết định đi mổ vì nó đau quá. Thì cho mượn tiền đi mổ, em không có tiền, nó bảo là hết bao nhiêu tiền cũng đi mổ, nó ra. Tức là nó cho mượn, đi mổ, thế là đồng ý xuống bệnh viện Bạch Mai. Nhờ, tức là nhờ, có người nhờ. Thì vào nếu được thủ tục là làm mổ luôn, cũng chấp nhận. Thế khi vào khám tổng thể đôi thứ xong là hết 4 triệu. Thì nói là cái cổ này, tất cả cổ là lắng xuống, cũng chỉ nói là đây, thì chữa cổ nó sẽ khỏi. Thế nhưng cho uống thuốc đến ngày thứ 12 là nó chỉ đỡ, tức là đỡ thôi. Thì bắt đầu ngày thì mình thứ nhất hôm đấy là gạch tại chỗ, thì tác dụng của nó lại không tức là tác dụng của nó không hợp. Sau đó em chuyển là dây vào tại cái chỗ đấy, dây ấn, ui trời, lúc đấy ngay hôm đấy cảm tưởng giảm đến 50% luôn. Tức là dây ấn và hơ thì thầy chưa dạy. Những cái điểm đau, những điểm đau trên chỗ đau đấy ấn thì như này cơ, tức là nhớ lại nhớ thầy dạy là cái huyệt là cái hố, cái lõm hõm đấy, đấy mới là bản chất ấy. Đấy là nhớ đấy, bản chất ấn vào hai cái chỗ lõm, ui trời, đau cũng không có từ nào để tả luôn, không chính đấy. Là sinh huyệt. Bố bảo con là quay lên để đưa lên phương úc, nhưng mà con không được quay, hốt mẹ đau lắm ấy, mà thế này để có người cho xem. Thế sau bố lại lúc lại bảo là ui, bằng chứng sống được hàng người hàng xóm người ta đã thấy rồi, đau lắm ấy, đau người ta phải hốt lên ấy. Thế là coi như dí vào những cái hố, cái hõm ấy, ôi đau thốn trong vòng chỉ độ 1 đến 2 phút thôi thầy ạ. Đau lắm ấy, tức là mỗi huyệt mấy tiếng. Thế đau lắm ấy. Thế là sau bắt đầu là từ ngày hôm nay là giảm đến một nửa. Sau đến học đến buổi thứ 4 và buổi thứ 5 thì là một điều kỳ diệu, nó lại còn hay hơn nữa. Đến buổi thứ 5, thật mà đến buổi thứ 5 thì lại học cái bài của thầy là đấy, mọi hôm ấy nhá. Đấy, cái cổ của em là thoái hóa, là thoát vị này, gai này, thì gọi là làm nhiều nó đỡ. Thế sang cái vai này thì lại như này. Trong cái giấy của cái ông ở bệnh viện Bạch Mai khám có nói là đau cơ lại bị, tức là bị đau dây thần kinh này, bị đau khớp vai này, tức là cái phần tóm lại là như thế, cái phần kết luận đấy, phần kết luận giờ mình nhớ nó đau như thế. Thì về hôm trước đấy, cái buổi học thứ ba ấy là đau đằng đấy chữa cái dây thần kinh giảm nút lửa. Nên là cái bà buổi học ngày thứ năm thì lại bắt đầu lại nhớ cái 8 nguyên tắc của thầy. Thì em nó không nhớ lần lượt đâu, nhưng mà nhớ được là nó không phải là trước sau hay là cái gì, mà em chỉ nhớ là như này. Một là lân cận, hai là gì nhỉ, trước sau hoặc là chéo nhau hoặc là cái gì đấy. Để nhớ những cái chi tiết không dài dòng văn tự, mà chỉ nhớ được là 8 nguyên tắc để chữa không nguyện để thế này. Em làm người ra đường anh làm bắt đầu cũng như thế, tức là làm cái một là bị liệt đầu vai, đây sẽ làm vùng chân, chân và chân đấy. Tức là chị làm đây, ở chân. Vâng đấy, em làm thứ nhất là lân cận nó không đỡ, mình chuyển về ấy thôi, chuyển phương pháp luôn đấy. Bắt đầu sang cái vai này thì được cùng bên đấy, vì cũng mọi hôm này đối xứng là, vâng, là đối xứng. Thế sau hai là cái chéo nhau ở chân. Ui dồi ôi, thì ngày hôm đấy tức là nếu do cảm nhận ấy, tức là cảm nhận của cái bệnh thôi, chứ còn thực tế là để chữa bệnh khỏi thì chưa đấy, nhưng mà cảm nhận của cái đau là đã khỏi đến 80%. Tức là do chị làm đôi chéo đối xứng đấy, đối xứng và nhớ nhau chéo bên vai bên kia, và nó ra luôn cái bệnh đấy nữa đấy. Tức là đối xứng, tức là làm một là cùng cái đầu vai này và cái đầu vai này đấy, thì lại khỏi được cái bệnh gì nhỉ, khớp đấy, là chéo đấy, cái bệnh nhéo nhau đấy. Tức là cái bài thứ 5 này là vận dụng 8 nguyên tắc. Không, em chưa làm 8 nguyên tắc mà em nhớ 8 nguyên tắc đấy. Thì mình thứ nhất là đổi phương pháp, vì thế như thế này, cái hôm trước đấy cái bài học là đúng là đau đến đấy, nhưng mà cái phương pháp gạch của mình lại không hợp. Chưa đúng. Thì mình chuyển luôn là cái gì nhỉ, kỹ thuật dò đấy cùng đấy, vẫn là cái bài đấy, nhưng mà mình dò bằng huyệt thì ấn vào đấy, đổi, tức là đổi phương pháp, cũng như thầy nói là, tức là cái này ta không hợp ta sẽ đổi cái khác, đổi cái dụng cụ khác đấy. Thì em cũng dùng là hôm đấy là đổi, tức là chỗ này mà không thông nữa đổi chéo nhau xem nào, thì hợp ngay là đọc cái vai này lại xuống cái chân. Không nghĩ là thế, mà dí vào cái điểm đầu gót chân này, nó là cái đầu vai này. Đầu gót chân. Đầu gót chân là một lệnh. Đầu vai. Cái đầu cái ngón chân cái này. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, có ba cái điểm đấy mà khỏi ngay được một vậy, tức là cảm nhận của cái đau là 80%, nhưng bệnh thì thực tế khi nó chưa khỏi như thế. Đấy là đúng là một điều kỳ diệu của Diệm Trần, mà em nghĩ là lúc đấy mà đúng là thật đấy, là nếu mà cái lúc mà đau ấy thì bảo là thôi, là trong cuộc sống của con người ấy, người ta có ba cái điều là cần nhất. Thứ nhất là tiền không có thể mua được sức khỏe, tiền không có thể mua được thời gian,
đấy, và tiền cũng không có thể mua được hạnh phúc. Nhưng cảm tưởng của diện, điều kỳ diệu của diện trần mang đến ấy, là mình đã được một nửa và một cái rưỡi của trong ba cái đấy rồi đấy.